Việt Nam gặp Yemen đã được bắt đầu. Và sân là mũi nhọn đá cao nhất của chúng ta. Phong Đức Đức vẫn là Phong Đức Đức rất cố gắng. Công Phương thường vừa rồi của Phong Đức Đức là rất hay. Thêm một đường chuyền dài nữa của Xuân Trường. Công Phương của Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Công Phượng không được. Những tình huống phối hợp của đội tuyển Việt Nam. Hai cầu thủ Yemen đã băng vạ. Cú đá phạt của Xuân Trường. Nguyễn Ngọc Hải. Một đường bóng bất ngờ lên dành cho Phan Văn Đức. Dứt điểm. Quả đá phạt góc cho chúng ta. Và Văn Hậu đang là người tích cực di chuyển nhất. Hùng Dũng, Công Phượng, Trọng Hoàng đang di chuyển. Phạm Văn Đức đến với một cú băng bóng của Quang Hải. Hồng Duy, thằng này chuyển quả này lỗi, đá lỗi rồi. Công Phượng. Quả đá. Anh bung lên và tỏa sáng với một cú đá không thể cản phá lập tung lưới của Yemen. Không phải là cầu cực kỳ quan trọng. Và di chuyển không bóng nhanh. Phạm Văn Đức. Phạm Duy. Phạm Duy. Tại sao lại không thực hiện một cú đá này? Địt mẹ thằng này, đá quả này mạnh quá. Rất hay. Đây này, đây. Cú dứt điểm tiếp theo của Phan Văn Đức. Hồng Duy. Cú để bóng cuối cùng lại hơi lệch. Quang Hải. Chính xác. Phan Văn Đức. Một tình huống phối hợp hết như ở trận đấu gặp Campuchia. Di chuyển. Và Trọng Hoàng cũng đang di chuyển. Đường chuyền của Công Phượng. Đã có tín hiệu vệ tinh. Điểm bắn tốc độ 60 km/h. Chuẩn bị cách 150 m quay đầu xe sang trái. Chuẩn bị cách 150 m giới hạn tốc độ 60 km/h.
cách 90 mét quay đầu xe sang trái. Di chuyển. Vừa đi chệch lộ trình đã định, tiếp tục lái xe 3.100 mét. To thế để cho ra loa ngoài mà. Quên làm gì ạ?